Vâng, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Virus. Thật sự mọi người là cái khung này nó cứ kiểu hơi vintage. Cái này là cái webcam rất là lâu rồi, lâu lắm của tớ rồi. Hôm nay tớ gội đầu xong mái nó thành hai mái luôn, vãi trưởng. Cái dây máy ảnh của tớ nó bị hỏng, bị đứt, chắc do mèo, do gì cũng biết nữa. Mà đứt rồi, tớ phải thay cái mới, nó dùng cái webcam cho nó vintage cũng được. Và chào mừng các bạn quay trở lại channel của Virus. Khi xem Virus reaction video sẽ hay hơn. Chúng ta sẽ đến với B-Ray, anh luôn là như vậy, featuring Cộng Bảo. Chắc là một nhân cách khác, cậu rap rap hay là cậu ấy hát hook đây, đoán thế. Ok, chúng ta đến luôn đi, hôm nay nhiều bài quá. Mọi người nhớ tranh thủ like, comment, đăng ký kênh và share video để ủng hộ cho một hoàng virus chăm chỉ quay trở lại. Let's go. Ok, let's go. Vì mọi người hay bảo tớ là giọng tớ bị bé, còn nhạc bị to ấy, thì tớ sẽ cho nhỏ nhạc nhé. Các bạn muốn nghe to kỹ thì các bạn nhớ vào video chính ủng hộ Bảo nghe luôn nhé. B-Ray, B-Ray. Wow. MV hay quá này, kiểu cái màu, cái flow về màu cảnh cái ok này. Ở hoàn thành ok nhá. Oh baby, anh vẫn luôn như vậy, hay là em hãy nhanh chân chạy, hãy nhanh đôi lần chân đầu vỡ ngàn lần vô cớ tìm đường lối để không trình bày. Baby, anh sẽ luôn như vậy. Và điều cần thiết là em hãy ghét anh đi. Anh luôn đoán trước được việc đánh mất vật gần nhất tiếp theo là gì. Got me wondering that maybe I was made for this. No, oh, oh, that maybe I was made for it. Na 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 na. Or maybe I was made for this. Maybe I was made for this. No, oh, oh. The best thing you can do is leave. Leave. Lý trí okay. Như cô vợ nội trợ, suốt ngày tìm con tim bắt ghen. Hoài nghi là kẻ mù màu, chỉ nhận định sự việc trắng đen. Em khiến một kẻ thích ra mình trong bóng tối từ chối tắt đèn. Anh đi khắp cả nẻo đường rồi cũng phải lạc vào đôi mắt em. Có thể là vô lý, cũng có thể là ngu si. Đi tìm điều mới lạ từ những món đồ đã cũ kỹ. But what can I do now, baby boo? I'm a rolling stone, and you know that there's no use in keep holding on. Nhìn xem kia, ta còn là gì ngoài những đứa trẻ tổn thương và đa nghi. Ngày anh mở lòng là ngày em thấy lối thoát và ra đi. Dù anh vẫn biết là sai có, nhưng bản thân ai cũng một lần phá vỡ quy tắc vì ai đó. You know I'm still waiting for you at a rendezvous. I saw you in the end and knew that that's not you. Tất cả chỉ là cái cớ, em biết anh không phải gà khờ, nhưng để có kết của một câu chuyện thì nếu cần thiết anh sẽ giả vờ. Maybe I was made for this. No, maybe I was made for it. Na 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 na. Or maybe I was made for this. No, the best thing you can do is the best thing you can do is do is live. Tháng thứ nhất nhất định là tháng của em. Ok. Bởi vì là trước tiên hết thì baby girl em luôn là nhất. Tháng thứ hai em quay trở lại là em dưới ánh đèn mờ của club. Vài người bạn và những cuộc chơi vẫn chưa hề biết điều mình vừa mất. Tháng thứ ba em chợt nhận ra anh ta không thể thay thế được anh. Em không hạnh phúc như em thể hiện trước mặt mọi người xung quanh. Em trở về lại nơi hẹn cũ, nhưng anh đã không còn đây. Em xứng đáng nhiều hơn như thế. Anh đồng ý và anh cũng vậy. Hết rồi à? Really? Hết rồi mọi người ạ? Ok. Sao cái bài này nó 3 phút mà tớ nghe nó như kiểu là một verse 1 phút rưỡi nhỉ? Cuốn 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 cuốn. Chắc là thế. Ê, cái điều mà tớ thấy phải nhấn mạnh ngay ấy, đó là nếu bạn là tinh ý thì đây có lẽ là sản phẩm đầu tiên à? Có thể gọi là như vậy không? Đối với tớ đi. Sản phẩm đầu tiên chúng ta để ý, nếu mà tinh ý nhá,
thì áp dụng cái kiểu mixing vocal mới dành cho bảo ở trong cái sản phẩm này là thấy nó quá hợp lý, nó quá hay và nó quá hợp thời. Ta không biết là cái ý tưởng mixing cái giọng như thế này trước cái giọng của bảo ấy thì nó sẽ được mix một cách nó thô hơn, nó mập hơn, bass nhiều hơn, nhưng mà cái lõ thì nó không dày như thế này, kiểu cái phần gate à? Gate đúng rồi, gate nó không nhiều như thế này. Compare, tao không biết, tao không dùng biết dùng từ nào nữa, nhưng mà các bạn sẽ nghe thấy cái phần mixing vocal của bảo bây giờ và trước đây khác hẳn nhau, và đây là một dạng mixing mà tớ rất ủng hộ vì nó rất hợp lý và hợp thời điểm bây giờ. Các bạn sẽ thấy rất nhiều người mixing dạng như này ở thời điểm K-pop hiện tại, và thậm chí là ở châu Âu cũng có một vài người mix theo cái style như thế này. Đây là một trong những điều tớ rất rất là ủng hộ nhé, tớ bất ngờ điều này và nó làm điều tích cực. Thứ hai đó là đến lúc bảo rap và phát là tớ rùng mình luôn, tức là tớ bị kiểu nổi da gà luôn. Thì có một cái mà chúng ta cũng không thể nào mà phủ nhận được, đó là tớ cũng không biết là đến từ cái lời, nhưng tớ nghĩ là không chỉ đến từ lời đâu, cả giọng và cái câu nhịp thở của bảo nữa, delay nữa. Cậu là cậu cậu cái cách mà mọi người hay nói cậu ý kiểu storytelling rất là tốt ý. Thì đúng như vậy, mặc dù cái câu chuyện cậu kể ở trong bài này nó không cả còn làm cả một câu chuyện dài nữa. Đôi khi nó chỉ là những tiểu tiết ngắn của một cái tiểu một cái mẩu chuyện nhỏ thôi, nhưng mà tớ vẫn nghe, tức là bảo rap tí nào trong đầu tớ hiện ra hình ảnh thế đấy thì đấy, và nó như là một cái MV khác trong đầu tớ. Tháng thứ nhất, tháng thứ hai mất, trong tháng thứ ba là nhận ra anh chàng kia không còn. Tớ nghe một lần tớ nhớ luôn, đấy là cái điều thần kỳ mà tớ thấy khó có thể có một người thứ hai làm cái B-Ray đấy, tớ yêu thích. Nhưng cái thứ ba đó là hình như là Trạo Lưu B-Ray, à không phải B-Ray mà là rapper bây giờ là rất thích hát, rất thích hát, là hát melody luôn. Ví dụ như bài này mọi người cảm giác thì nếu đây là vocal nam hát hook này mà đoạn cuối hát lại cái phần đấy, các bạn rapper mà tôi listen gần đây như là Kendrick hay B-Ray, những người này họ có cái sense về âm nhạc rất là tốt, đang họ viết ra tuyến melody rất là tốt, nhưng thề với mọi người là họ muốn hát vào các bạn có thể cảm thấy là à nó hợp tình với cái cảm xúc đấy, nhưng thực tế các bạn tôi phải nói thật với mọi người đó là nó làm giảm cái sự hiệu quả của cái phần melody đấy. Mọi người tưởng tượng mà xem cái đoạn cuối, nếu như mà cho hát một cái điệp khúc cuối xong cho sao dày hơn, cho bộ gỗ vào, xong nó cho acapella nền ở dưới xong hú hết, xong rap nữa thì nó nổ ra gà đến như thế nào. Tức là phần đánh giá là các bạn ấy sáng tác những đoạn tài liệu rất là ok, nhưng mà khi các bạn ấy hát thì các bạn sẽ bị giới hạn ngay, phần thể hiện phần hát nó không có chuẩn thanh nhạc mà hiểu không, đâm ra đưa câu ở đâu cũng tình cảm không có hợp lý. Nhưng mà bài là một bài nữa hay này, đợt này nhiều bài hay, hai phối ra hoàn thành hay. Ê tớ rất thích cái MV nhá, thì tớ sẽ chỉ cho mọi người có đúng một cái sạn của MV, không phải sạn mà một cái cảnh làm tớ tuột mút thôi, có MV rất hay, cái cách chuyển cảnh, cái câu chuyện về màu, về về effect ấy, về về layer màu ấy, filter màu ấy, nó rất là thú vị. Tớ không biết dùng cái từ giả nữa, nó bắt đầu nó khác hơn nhiều so với những cái MV cơ bản như câu chuyện thế này. Tốc độ này nó vẫn có thể kết nối giữa những cái khung hình vintage cũ cũ kiểu quay máy cũ và những cái hình mới mà ta không bị khớp. Âm thanh ok, tối ok nhá, ai phối ra rất được. Hay là em hay nhanh chân chạy đôi. À, ý tưởng cái khung đoạn này rất là đẹp, và cái hai cái đôi giày mà một màu đen một màu, cái này rất hợp lý. Tớ không biết đâu, nhưng mà tớ không biết cái lý do thực sự nó là gì, nhưng mà tớ cảm được và tớ bị hút bởi những cái mảng màu, cái sự sắp đặt, hiểu ý không? Lần đầu vỡ ngàn lần vô cớ tìm đường lui để không trình bày. Đây mọi người nghe cái kiểu bích giọng mới của B-Ray, nó nền, có tune, cái phần kia nó nhiều hơn, nó dày hơn, nó đanh hơn và có thêm bè nữa. Bây giờ voice Baby anh sẽ luôn như vậy. mấy tiếng vô của chóp phía trên cũng rất là ok nha. Và điều cần thiết là em hãy ghét anh đi. Anh luôn đoán trước được việc đánh mất vật gần nhất tiếp theo là gì. Got me wondering that maybe I was made for this.
Ừ, mọi người không? Cái chữ Jis luyến là các bạn sẽ nhận ra ngay cái loại gọi là cái màu mix giọng mới này của B-Ray nó hợp lý như thế nào. Tôi nghĩ là cái bài này mà giọng nam nào nó hát khác thì nó sẽ còn trơn nữa. The best thing you can do is leave. Lý trí như cô vợ nội trợ, suốt ngày tìm con tim Bắc Kinh, hoài nghi là kẻ ngu mong, chỉ nhận định sự việc trắng đen. Hay nhỉ? Tức là bảo nó có một cái thiên phú, tớ không biết là dùng cái từ gì, kể cả những cái flow nó đơn giản như này nhưng mà những cái kết, những cái nhả cái câu cuối ra, kiểu cái khoảng như này, đặt vào cái flow với cái beat nó rất hợp lý, nó hợp lý cả về concept, cả về ý nghĩa của câu và về cái khoảng. Tìm con tim leave. Lý trí như cô vợ nội trợ, suốt ngày tìm con tim Bắc Kinh, hoài nghi là kẻ mù mau, chỉ nhận định sự việc trắng đen. Em khiến một kẻ thích ra mình trong bóng tối từ chối tắt đèn. Anh đi khắp cả nẻo đường rồi cũng phải lạc vào. Đây chính là cái đoạn mà tôi nói là tôi bị tụt mood này, tôi bị lệch mood này, cái sạn của MV. Tức là mọi người có thấy đa phần lớn cái MV là B-Way sẽ một mình là chính. Nó làm cho tớ chìm sâu vào cái nhân vật trong MV này. Nhưng khi mà có một cái cảnh mà bố cục có quá nhiều cái sự phân tán ở nhân vật thì đúng là đúng cái đoạn này rồi. Tôi không biết là ai làm MV này nhưng mà đây là copy rất chân thành của tớ về cảm giác của một người bình thường khi xem thôi. Thì đây ra mình trong cảnh này còn đỡ một tí tại vì cái cảnh cô chú ở cái chú lái xe bác qua thì cũng đủ nhanh để mà thấy tớ không để đặt tâm lắm nhưng mà đến lúc đi thì mới thấy xe cộ thứ ba. Tối từ chối tắt đèn anh đi khắp cả. Đây có cô bán hàng. Nẻo đường rồi cũng phải. Đây có một cái người đi từ xa đó. Là nó tự nhiên cái MV nó bị hơi chip rồi một chút, không, sorry mà không dùng cái từ này nó hơi nhạy cảm, nó làm cho tao bị trượt cái mút thì hơi phí, kỹ tính hơn một tí khéo là ok hơn. Đôi mắt em có thể là vô lý, cũng có thể là ngu si, đi tìm điều mới lạ từ những món đồ đặc cũ kỹ. But what can I do now, baby boo, I'm a rolling stone. Ông ấy hát nhiều quá, ông ấy ít rap quá, cái delivery của B-Way nó rất là tốt, đâm ra là chúng ta cảm nhận sự truyền tải nó rất là ok thì. And you know that there's no use in keep holding on. Nhìn xem kìa, ta còn là gì ngoài những đứa trẻ tổn thương và đa nghi. Ngày anh mở lòng là ngày em thấy lối thoát và ra đi. Dù anh vẫn biết là sai có, nhưng bản thân ai cũng một lần phá vỡ quy tắc vì ai đó. You know I'm still waiting for you at our rendezvous. I saw you in the end and knew that that's not you. Tất cả chỉ là cái sen của cái melody rất tốt đấy thực sự, nhưng mà cái phần hook này sửa một chút là ok. Cái đoạn đầu tiên baby nó hơi phí, dùng những cái từ nó hơi không được đắt lắm, hơi phí, nhưng mà cái đoạn này sửa một xíu xíu phần lời thôi. Còn em cái cảm melody của baby rất tốt. Cái cớ em biết anh không phải gà khờ, nhưng để có kết của một câu chuyện thì nếu cần thiết anh sẽ giả vờ. Nhất định là tháng của em, bởi vì là trước tiên hết thì baby girl em luôn là nhất. Tháng thứ hai em quay trở lại là em dưới ánh đèn mờ của club, vài người bạn và những cuộc chơi vẫn chưa hề biết điều mình vừa mất. Tháng thứ ba em chợt nhận ra anh ta không thể thay thế được anh, em không hạnh phúc. Đoạn này cậu rap ở đâu đầu tới hiện ông đấy luôn. Như em thể hiện trước mặt mọi người xung quanh, em trở về lại nơi hẹn cũ, nhưng anh đã không còn đây. Em xứng đáng nhiều hơn như thế, anh đồng ý và anh cũng phải. Bài bây giờ xem ai phối ra. Ấy à, Nhậm Nhuyễn hả? Đạt mix à? Ok, quá ok. Helios, thảo nào vẫn team Helios. Cái team này tôi không biết là ai, tôi chưa quen, chưa đọc bao giờ. Nhưng mà thực sự là quá tốt. Màu biết quay các ý tưởng thì quá tốt. Đúng là cái bị cái sẵn cái cảnh cái rồi.
nói chung là cái trừ nó không quá đắt nên là mở thì hơi bị khức khức đấy. Bản thân đấy thì dễ vào lắm. Hay là em hay nhăn chân chạy, đôi lưng đầu vỡ ngang, lưng vô cớ tìm đường lối để không trình bày. Baby anh sẽ luôn như vậy. Và điều cần thiết là em hay ghét anh đi. Anh luôn đoán trước được việc đánh mất vượt cường nhất tiếp theo là gì. Call me wondering. Maybe I was made for this. No, oh, oh. Maybe I was made for it. Na 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 na. Or maybe I was made for this. Chỉ như cô vợ nội trợ, suốt ngày tìm con tim bắt ghen, hoài nghi là kẻ mù màu, chỉ nhận định sự việc trắng đen. Em khiến một kẻ thích ra mình trong bóng tối từ chối tắt đèn. Anh đi khắp cả nẻo đường rồi cũng phải lạc vào đôi mắt em. Có thể là vô lý, cũng có thể là ngu si. Đi tìm điều mới lạ từ những món đồ đã cũ kỹ. But what can I do now, baby boo? I'm a rolling stone, and you know that there's no use in keep holding on. Nhìn xem kia, ta còn là gì ngoài những đứa trẻ tổn thương và đa nghi. Nghe anh mở lòng là nghe em thấy lướt thoát. Xin phép mà Nhật đánh vào cái piano của Nhật tí. Hay thật, đúng không? Cái chỗ là bảo rap lên là câu chuyện đó. Tháng thứ nhất. Tháng thứ nhất nhất định là tháng của em, bởi vì là trước tiên hết thì baby girl em luôn là nhất. Tháng thứ hai em quay trở lại là em dưới ánh đèn mờ của club, vài người bạn và những cuộc chơi vẫn chưa hề biết điều mình vừa mất. Tháng thứ ba em chợt nhận ra anh ta không thể thay thế được anh. Em không hạnh phúc như em thể hiện trước mặt mọi người xung quanh. Em trở về lại nơi hẹn cũ nhưng anh đã không còn đây. Em xứng đáng nhiều hơn như thế. Thực sự là cảm thấy ủng hộ Bảo, và đây là cái thời điểm mà Bảo có lẽ là còn nếu có sự thay chuyển thì hợp lý. Bởi vì sau rap Việt, Bảo đã thừa, Bảo đã có một cái bệ phóng để mà đưa mình lên một cái next level ấy. Tôi không biết là nó ở level nào, nhưng nó sẽ là một cái next level, nó không còn là một B-Ray ở cái vị thế trước nữa. Cho nên cái việc mà thay đổi phần mixing giọng quá ok. Nhưng mà thực sự tớ thông qua VMB này tớ cũng khuyên cáo tất cả các rapper đó là không nên tham hát quá. Thực sự là cái ego trong người nó cũng rất là lớn tôi, nhưng mà rapper mà dành nhiều khung rap nhiều hơn thì có lẽ là nó sẽ chuyển cảm xúc tuyệt vời hơn nữa ấy. Tớ biết là mọi người rất muốn
thể hiện những cái nữa, cái đặc biệt khác nữa, tại vì mọi người là người producer sáng tác mà ra tất cả các đoạn. Nhưng nếu mà bảo cho rap nhiều hơn, câu chuyện nó còn tuyệt vời hơn nữa thì nó còn hay hơn nữa luôn. Thể thì muốn nghe bảo rap lắm chứ không phải là như này, nhưng mà bài hay quá, điều đó chứng tỏ là production 20 phút rồi bài hay. Cảm ơn rất nhiều cho production này của Virus nhé.